cái gì xô quân nó biết mình là mẹ của nó sao nó đã biết từ lâu rồi nhưng lại giả bộ như là không biết Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Lúc con đi vô có nhìn thấy bà xin mi cha không? Vậy không lẽ là... Đúng vậy. Mẹ đã chịu hết nổi rồi không thể tiếp tục để bà. Cứ hành hạ con hết ngày này qua tháng khác như vậy. Nên mẹ nói ra hết rồi. Mẹ nói ra chi vậy mẹ? Mình không thể làm trái ý trời được đâu con. Con với mẹ ruột của con cùng làm chung trong một công ty. cô tính gia bộ như vậy tới chừng nào nữa. Mẹ thật sự không thể nào để con Cứ như vậy hoài được Không sao Như vậy nói không chừng là chuyện tốt cũng nên Chỉ cần Han Sô Quân mà chịu đứng về phía của mình nó sẽ đi thuyết phục Kang Chin Hy giùm mình. Thì tập đoàn CE chắc chắn sẽ là của mình chứ còn của ai nữa. Có chuyện gì vậy? Không biết sao con hỏi. À ha, con gì chuyện của ngân hàng Bi Quang hả? Tôi không biết là bà đã nghe lén được chuyện gì rồi. Nhưng tôi khuyên bà tốt nhất là đừng nên nói bậy. Vậy sao? Hay là hai mẹ con mình tới gặp bà nội Hỏi thử xem có phải mẹ nói bậy hay không nha Bà nói cái gì chứ Còn nếu như con không có cái gan đó Thì dẹp đi Đừng có ở đây mà hành hạ mẹ nữa Thiệt tình là mẹ rất muốn đi gặp bà nội con nói ra hết mọi chuyện Nhưng mẹ cũng đang suy nghĩ Coi mẹ có nên nhắm mắt cho qua chuyện này Hay là quịch tẹt ra hết luôn đi con gái Bà tưởng tôi sẽ ngồi im chịu chết hả? Giám đốc Shin, để chia rẽ được Han Su Won và giám đốc Kang nhất định cũng phải có bí mật. Là bí mật gì vậy? Mình nhất định phải giữ lại được một lá bài trong tay. có phải là do cậu nói ra không? Chuyện tôi là mẹ ruột của nó. Hình như giám đốc xin chính là người làm lộ ra chuyện này thì đúng hơn. Tự tôi làm lộ là sao? Bà mẹ giả đó lẽ ra phải ôm bọc tiền chạy ra nước ngoài luôn rồi mới đúng. Nhưng hình như bà lại đi tìm Han Su so Quân để đòi tiền mới làm lộ chuyện. Dù gì sau này cũng không cần phải giấu giếm. Nói thật, những ngày sắp tới bà sẽ đối xử với Su so Quân thế nào? Tôi cũng đang tò mò muốn biết đi. Nghĩa là Cậu tính bỏ rơi. Xô quân nhà tôi như vậy hả? Tôi thì chưa làm được cái gì cho nó hết. Nên tôi rất muốn giúp đỡ nó, giữ được người mà nó yêu thương. Chuyện đó là chuyện riêng của chúng tôi, không phải là chuyện của giám đốc xin có thể xen vào. Tôi hy vọng bà tìm được một chuyện gì đó thật sự vì Han Su Quân để làm, không kèm thêm một chút ích kỷ nào trong đó. được rồi cái gì vậy là hình của con nít hả? Wow dễ thương thì em đã ghép hình của em với anh Sớt hơn lại để tạo ra hình của con tụi em đó Hai đứa đúng là giống nhau nhiều thiệt đó. Dạ. Không phải tôi muốn nói tới ngoại hình đâu Nói sao ta Tự nhiên tôi cảm thấy vậy <laughs> Người ta nói với vợ chồng thường giống nhau mà chị Nên chị mới thấy giống Em rể à Hồi còn nhỏ em thích ăn món gì nhất Nói về chuyện ăn uống Em thích ăn cả thịt bò nấu chung với củ cải nhất Về sở thích Chụp hình Anh xuất hơn nhà em thích chụp hình lắm đó chị Ừ, thợ chụp hình thì cũng chưa chắc chụp đẹp bằng ảnh đâu <laughs> Vậy sao? Anh à, anh lấy mấy tấm hình anh chụp trong điện thoại của anh ra cho chị hai coi đi. À, có đẹp gì đâu mà coi chứ. Đừng vậy mà, cho tôi coi dưới. Là hình gì vậy? Wow... Hai đứa nó đã về rồi mẹ Mẹ không mặt mũi nào nhìn con nữa ừ. Bây giờ thì Con đã hiểu tại sao mẹ lại phản đối hai đứa nó cưới nhau rồi Mẹ không thể để đau ngôn. Trở thành bà mẹ đơn thân nên mới chấp nhận Coi như mẹ đã chịu thua rồi Con cho mẹ xin lỗi nha Xuân Xin lỗi gì chứ Mẹ đâu có lỗi gì đâu nếu như mẹ mà không đồng ý Thì đứa nhỏ trong bụng Đa quân Mẹ muốn biết tính làm sao đây Từ trước tới giờ Mẹ làm rất nhiều chuyện có lỗi với con Cho nên bây giờ mới gặp quả báo Hình như mẹ chồng Đa quân Đang trút cơn giận với mẹ lên đầu nó Trút giận sao Bà giận gì mà trút giận chứ Bà nói chuyện gì mẹ cũng chỉ nghĩ cho đa quân Còn con Thì mẹ không đối xử được đàng hoàng <laughs> Vô lý thiệt Bà không biết cảm ơn thì thôi đi. còn nói như vậy được nữa hả? mà đúng là mẹ cũng có làm như vậy đó. đúng là con phải chịu cực khổ nhiều hơn đa quân. sự thật là như vậy mà. đó là gì con là chị hai mà. nếu bà thực sự gì hiểu làm chuyện đó mà lâu nay cái hành hạ đa quân nhà mình thì con sẽ không để yên đâu. như vậy là sao hả đa quân? Đây là cái gì vậy? Rốt cuộc cô đã làm cái gì bên ngoài vậy? Tại sao người ta lại gửi mấy tấm hình này tới phòng thư ký công ty? Ừ. Con đã nói rồi mà mẹ, đất gu... Ờ. Còn với anh Đất gu chỉ là bạn bè lớn lên với nhau từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Thiệt tình là giữa tụi con không hề có chuyện gì hết mà. Con, không thể quản lý vợ con cho đàng hoàng sao? Mới cưới nhau chưa được một năm mà. Nếu như để người ngoài nhìn thấy mấy tấm hình này, chắc con cũng biết sẽ rắc rối tới cỡ nào chứ. Con cũng biết đất gu mà. Đúng như Đào Quang nói chỉ là bạn bình thường thôi, mẹ không cần phải lo. Nếu bà còn để người ta gửi mấy tấm hình như vậy tới phòng thư ký nữa, thì mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cô tưởng làm con dâu của tập đoàn CE là chỉ biết ăn sung mặt sướng xài tiền thoải mái. Nếu cô mà thực sự nghĩ như vậy, thì thu dọn đồ đạc bước ra khỏi cái nhà này liền đi. Mẹ à, vợ con đã nói là không có gì hết mà. Con đừng có hùa theo nó như vậy nữa. <laughs> <laughs> Hai, bây giờ cô cũng trở nên ghê gớm thiệt đó nha Chị đừng có xíu vô nữa Bộ Cô tưởng cô gả vô cái nhà này Thì tôi sẽ coi cô là công chúa hay sao Có được thì phải có mất Đó mới gọi là cuộc đời chứ Người ta thường hay nói Tùy theo từng loại ngựa mà chọn yên cho phù hợp với nó Từ rầy Cô sẽ hiểu rõ câu nói đó nghĩa là thế nào <laughs> nếu mà còn có chuyện này nữa mẹ sẽ nói cho bà nội biết hai đứa coi chừng đó rút cuộc em ra ngoài làm cái gì mà để xảy ra chuyện như vậy anh nói sao hả nếu như em không đi gặp cái thằng nhóc đất ngu đó thì làm gì tới nỗi có chuyện ai đi gặp ảnh hồi nào đâu tụi em đâu có hẹn trước là sẽ gặp nhau chỉ là lúc em về nhà vô tình gặp lại ảnh thôi mà <laughs> vô tình gặp sao Vô tình gặp mà dẫn nhau đi uống nước Rồi còn đưa em về như vậy hả Anh à Anh đang nghi ngờ em đó sao Để bị người ta chụp được những tấm hình như vậy Không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu Nếu em không muốn để anh và mọi người phải nghi ngờ Thì phải biết chú ý một chút chứ Anh còn bắt em phải chú ý sao nữa đây Ngày nào em cũng ở nhà Quanh quẩn rồi nói chuyện một mình với bà nội Ngoài chuyện đó ra thì ngày nào Em cũng phải bị mẹ với chị anh rút giận Nếu biết sẽ như vậy thà lúc đầu em không lấy anh còn hơn đó ăn nói cẩn thận một chút những gì mẹ mới nói hồi nãy đâu có gì sai mà em còn ở đây nổi nóng với anh nếu phòng thư ký mà còn nhận được những tấm hình này thì sẽ lớn chuyện đó em nhớ kỹ lời mẹ đi lớn chuyện thì sao cùng lắm là ly hôn thôi chứ gì em cố gắng như vậy là vì ai chứ sao anh có thể đối xử với em như vậy được hả nếu như anh mà ghét em tới như vậy thì ly hôn đi ly hôn luôn đi cho xong chuyện <laughs> Cậu Kim Đức Gu Mai mốt cậu đừng có hẹn gặp vợ của cấp trên như vậy nữa nha Cái gì? Từ bây giờ dù cậu có vô tình gặp Đa Quang đi nữa Thì cũng nên nghĩ tới tập đoàn CE Và song sóc hơn là tôi trước đi đã Nếu cậu mà còn hẹn gặp vợ tôi nữa Thì tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận đó Nhớ kỹ lời tôi nói mà cẩn thận một chút đi có biết chưa? cái gì vậy mới sáng sớm mà sao không quan tâm tới vợ của mình một chút đi tự nhiên đi gây gỗ với người khác em đã thắng rồi. Anh sẽ từ bỏ em. Trong lúc này anh nghĩ anh không nên ở bên cạnh em thêm nữa, mà phải đứng đằng sau em mới đúng. Anh sẽ chỉ là một cấp trên thôi. Em thực hiện ước mơ của em đi. Anh sẽ ở đằng sau cổ vũ cho em. Em cũng sẽ cổ vũ cho anh nữa. Anh hãy trở thành tổng giám đốc của CE để thể hiện hết năng lực của mình nha anh

mẹ xin lỗi vì lâu nay làm như không hay biết vậy bà định giả bộ cho tới chừng nào đây chứ đuổi tôi ra khỏi công ty có phải bà định đuổi tôi tới một nơi mà bà không nhìn thấy tôi nữa hay không chờ mẹ lên làm tổng giám đốc à không đâu chỉ cần chờ tới lúc công ty của chúng ta ổn định việc đầu tiên mẹ làm sẽ tới tìm con con có biết là mẹ gì ai Mà muốn làm tổng giám đốc hay không hả Đều là vì sớt hơn và con đó Con không biết sao <laughs> Bà nói cái gì Vậy không lẽ con nghĩ là Mẹ gì nghĩ cho lợi ích cá nhân mẹ Nên mới không nhìn nhận con sao Nếu như lúc trước mẹ sống chỉ vì một mình sớt hơn Thì bây giờ mẹ tìm được con rồi Sau này mẹ sẽ sống vì con Vậy nên con Phải giúp cho mẹ Mẹ phải yên ổn thì con mới được sống tốt. Dùng quyền lực để chèn ép, dùng đồng tiền để lừa gạt người khác. Tôi phải nói xin lỗi bà. Tôi không thể giúp một người gì để đạt được thứ mình muốn mà có thể bất chấp thủ đoạn như bà được đâu. Sô quân à, có câu giọt máu đào hơn ao nước lã. Mẹ biết tuy là con nói vậy. Nhưng mà con sẽ không bao giờ nỡ để mẹ Với sớt hơn sống khổ Vậy nên bây giờ con phải giữ chặt lấy can Jin Hy Bây giờ Chủ tịch đang chờ y hơn với cậu ấy làm đám cưới Để giao cái công ty này cho hai đứa nó đó con Con phải làm chủ tịch thay đổi ý định này Dạ con nghe đây chủ tịch cho bà xin lỗi nha. Nhưng mà bây giờ con ghép qua nhà bà một lát có được không? Bà có chuyện này muốn nói với con đó. Đúng lúc con cũng đang có chuyện muốn nói với chủ tịch đây. Chủ tịch chờ con một lát nha. Bây giờ con sẽ tới nhà bà liền. Là chủ tịch hả? Bây giờ con đang định tới. Nói gì với chủ tịch vậy? bà nói giọt máu đạo hơn ao nước lã phải không bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cho bà thấy giọt máu đạo hơn ao nước lã nghĩa là sao bà chờ đó đi xuân quân à, à ch chờ một chút chờ một chút đã Lên xe! Lên xe mau đi! Con nói làm cho mẹ thấy giọt máu đào hơn ao nước lã là nghĩa gì? Không lẽ con... Không lẽ con... Định nói hết mọi chuyện quá khứ của mẹ ra Cho chủ tịch biết hả Xuân Quân à! Xuân Quân à! Khoan đã! Anh ơi! Làm ơn chạy nhanh xuân xuân đi! Quân à! Xuống xe đi! Con xuống xe đi! Nói chuyện với mẹ trước đã! Xuân Quân à! Xuân Quân à! Con cứ nói thiệt ra cho bà biết đi! Rốt cuộc thì con với giám đốc càng hai đứa chia tay bởi vì lý do gì vậy? Dạ! Y hơn nhà bà với giám đốc càng sắp kết hôn chắc con biết chuyện đó rồi chứ? Dạ. Bà nghe mẹ của giám đốc càng nói là con không muốn kết hôn với giám đốc càng không biết chuyện đó có phải là sự thật hay không? À, à? có chuyện gì á mà con lại về nhà vào giờ này vậy? Dạ. Con không biết là cô Han Sơ Quân đang ở đây Con có việc ở gần đây Sẵn tiện ghé về nhà coi thử Mẹ đã khỏe hơn chưa thôi Ôi, Trời ơi con dâu của bà lúc nào cũng vậy đó Chỉ cần bà hắt hơi một cái thôi là ở xa cách mấy nó cũng chạy về nhà coi chừng Con xin trả lời câu hỏi mà hồi nãy bà vừa hỏi con Còn với giám đốc Kang Jin Hee Thực sự đã chia tay nhau rồi Vậy là Chuyện đó là thiệt hả Dạ Hồi hai đứa tụi con mới quen nhau đã phải trải qua rất nhiều gian nan Sao vậy con? Con với giám đốc Trang Chinh Hy đều thấy mệt mỏi quá rồi Nhớ lại tụi con cũng không muốn làm những người ở xung quanh tụi con phải buồn lòng thêm nữa Bây giờ chủ tịch có thể khỏi cần phải lo lắng về chuyện tình cảm của con với ảnh con chấm dứt với hàn sô quân rồi hả có thiệt như vậy không đó con làm vậy không phải là vì ba mẹ đâu mà là vì hàn sô quân con mới từ bỏ thôi mẹ không cần biết con làm vậy là vì ai mẹ chỉ cần con với y hên chọn ngày làm đám cưới là đủ dù là con đã chia tay với sô quân nhưng con cũng sẽ không kết hôn với giám đốc sô mi hên đâu mẹ từ bỏ ý định đi mẹ không từ bỏ đâu mẹ à mẹ sẽ chọn ngày cưới trong vòng nửa tháng tới sẵn tiện chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của con cứ cho là vì ba con con cũng phải chấp nhận đó mẹ nói vậy nghĩa là sao con phải vì ba mà cưới vợ là sao hả sao lại không được con không làm vậy vì ba con được sao rốt cuộc tại sao phải làm vậy thái độ của mẹ với han xuân cũng vậy mẹ làm vậy cũng cảm thấy mẹ xa lạ lắm không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao Bà của con mẹ năn nỉ con đó chỉ một lần này thôi con ráng nghe lời ba con đi xin lỗi nhưng con không thể làm vậy đâu bây giờ con làm sao có thể cưới người con gái khác được nếu là mẹ mẹ có làm được hay không sô quân à cảm ơn con Cảm ơn vì con đã Không nói ra cho chủ tịch biết Về quá khứ của mẹ Tôi không nói ra không phải là vì muốn Nghe bà nói tiếng cảm ơn này đâu Mẹ của tôi Chỉ có một người thôi Đó là Lý Trung suốt Sự thật này mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi được Vậy nên giám đốc cứ yên tâm Chủ tịch sẽ không bao giờ biết được chuyện trong quá khứ của bà đâu Suốt 30 năm qua trong căn nhà này mẹ chưa một ngày nào thật sự được sống một cuộc sống bình yên ngày nào cũng phải hầu hạ người chồng lạnh lùng chỉ biết có công việc Bỏ bỏ luôn quá khứ quên luôn đứa con gái mà bà rất ruột sinh ra có ai ép bà đâu cũng nhờ giám đốc làm vậy mà có đứa nhỏ bị bỏ rơi hết lần này tới lần khác bà đừng mong chờ sẽ có được sự tha thứ đâu có ai ép buộc bà phải sống cuộc sống như vậy đâu chứ 30 năm nay bà đã dâng hiến hết tất cả Xóa bỏ luôn quá khứ Quên luôn đứa con gái mà bà rước ruột sinh ra Có ai ép bà đâu Cũng nhờ giám đốc làm vậy Mà có đứa nhỏ bị bỏ rơi hết lần này tới lần khác Bà đừng mong chờ sẽ có được sự tha thứ <laughs> mẹ tôi kêu cậu tới phải không phải sau khi nói rõ chuyện cậu ta với xuân quân chia tay mẹ sẽ đồng ý cho y hơn với cậu ta cưới nhau sao coi bộ chuyện của ngân hàng mi quan phải để lộ ra thôi dạ đây là báo cáo tiêu thụ của tháng trước có gì khác với tháng trước đó không thực đơn mà công ty mình vừa đưa ra thị trường đã nhận được sự hưởng ứng rất tốt từ khách hàng tình hình tiêu thụ cũng rất là khả quan vậy là chuyện bị lộ công thức quá ra lại là chuyện tốt hả dạ đúng vậy còn món tương tự với món của công ty mình mà công ty thực phẩm simon cùng lúc đưa ra thị trường thì bán không được lắm cô ra ngoài đi dạ công ty simon Vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ phản ứng Của công ty Simon thôi có phải không Công ty Simon sao Đúng rồi Công ty Simon Có công ty Simon nữa mà Chuyện làm lộ công thức Là cái bẫy do bà sinh giăng ra chứ ai Còn có chuyện này nữa mà mình đã quên mất Han Sư Quân đã nói rõ với bà rồi Vậy à Con thì sao? Cũng như Han Sư Quân đã nói Hai đứa con Đúng là đã chia tay rồi Bà tin con được chứ Dạ Nhưng mà Con và giám đốc Song cũng vậy Bây giờ con Không muốn kết hôn với bất kỳ người con gái nào Con nghĩ Chắc là chủ tịch cũng đã biết lý do là gì rồi Vậy nên cho dù chủ tịch có muốn công ty của ba con và tập đoàn Si cùng nhau phát triển, con cũng xin bà đừng đem chuyện hôn nhân của con với giám đốc xong ghép vào chuyện đó nữa. Con cần có thời gian để điều chỉnh lại tình cảm với Hà Sô có phải vậy không? Bữa nay con vù nhà tôi với giám đốc vô. À, à không phải, con giàu lớn của tôi, à, tính tổ chức à, buổi tiệc đám cưới nhỏ nhỏ. À vậy hả à tụi nó cũng không có làm đám cưới được nhưng mà ít ra cũng phải có một bữa cơm để mời mọi người tới chung vui đúng rồi phải có mới được chứ <laughs> rồi sao ừ. bà tính nhờ chị tôi qua đó nấu đồ ăn giùm chứ gì trời ơi cái bà này sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác hết trơn vậy hả nấu một bữa cơm thôi tôi nấu cũng được vậy Ôi trời ơi có thiệt không đó trời ơi chuyện nấu nướng cho tiệc á tôi sẽ tự lo không có dám làm phiền tới chị đâu chị xu chỉ cần tới dự thôi khỏi làm cái gì hết đó à trời còn bà nếu mà bận quá tôi khỏi tới luôn đi cảm ơn bà vì bà đã thông cảm cho tôi vậy tôi bận dữ lắm đó trời ơi người gì kỳ cục tôi biết rồi nhất định là tôi sẽ tới chúc mừng hạnh phúc cho họ à vậy là chị xuôi coi như xong rồi ha à à chị xuôi ơi Tôi tôi mượn cái điện thoại chút xíu điện thoại trời thì đưa mượn lẻ lên à bữa nay mình phải kiếm cớ gì để nói để cho hai đứa tụi nó chịu đi chung đây ta có chuyện gì vậy Một lát nữa cơ ngu nhà mình sẽ tổ chức tiệc đám cưới Hết giờ làm con nhớ về nhà nha Anh hai tổ chức tiệc cưới Cuối cùng anh hai Cũng sắp cưới vợ luôn rồi Chà vậy là từ bây giờ Hai đứa mình đã trở thành vợ chồng rồi Hai đứa mình sẽ thiệt là hạnh phúc anh ha Dĩ nhiên phải vậy chứ Anh sẽ giúp em quên đi hết mọi chuyện buồn trong quá khứ sẽ đối xử với em thiệt là tốt ừ vậy giờ đám cưới rồi á mình sẽ ở trong cái phòng lúc trước giám đốc càng ở hả đâu có căn phòng đó mình sắp cho người ta thuê trọ rồi cái gì tụi mình sẽ sống trong cái phòng nhỏ xíu đó hả ê cô dâu của anh bộ em không biết hay sao vậy vợ chồng mới cưới ở trong căn phòng càng nhỏ thì càng tốt à. ở trong phòng chật chút thì không cần biết có thích hay là không hai đứa mình cũng phải ôm chặt nhau mà ngủ ừ? quỷ nè <laughs> Nhưng mà à, phòng tân hôn của tụi mình anh sẽ trang hoàng lại như ý thích của em thiệt hả à, em em muốn trang hoàng theo phong cách hiện đại thôi bây giờ phong cách hiện đại hả ok được rồi bây giờ thì hai đứa mình mau về nhà tổ chức buổi tiệc mừng đám cưới đi ghê let's go, go. <laughs> Ờ. chúc mừng cô cậu sống thật ờ. hạnh phúc nha dạ cảm ơn bác dạ con cảm ơn bác thông gia à, à, à được rồi ở đây quá trời đồ ăn như vậy à đem rượu ra đi con dạ. à, để con đi lấy cho ờ à, à, được rồi được rồi giờ mình ăn được chưa anh ủa sao tôi trễ vậy nhanh lên ngồi ngồi xuống đây ngồi xuống đây ờ cậu can vô đây ngồi đi không phải là bác nhắn tin nói là có chuyện muốn gặp con sao tại sao bây giờ lại bác hả À, à cái tin nhắn đó hả à, là tôi mượn điện thoại của chị Xu nhắn tin cho cậu đó bữa nay cơn quân nhà tôi tổ chức tiệc mừng cưới vợ dù gì lúc trước cậu cũng từng ở chung với gia đình tôi ít lâu ít nhất cũng phải tới chúc mừng tụi nó một tiếng mới phải chứ đúng không hả cơn quân ờ à, đúng rồi à, dĩ nhiên tới là đúng à, tới là đúng lắm anh can à anh ngồi xuống đây ngồi đi ngồi xuống ngồi xuống à, anh tới là vui rồi ha <laughs> để để con đi lấy rượu xô chưa ờ à, đi đi con công ty thực phẩm simun cái này ai để lên trên bàn bếp vậy hả ủa đó là cái gì à cái đó hả hồi nãy lúc mẹ đem đồ đi giặt á thấy tờ giấy đó nằm ở trong túi áo khoác của ông chi kìa Mẹ mới nghĩ chắc là thứ quan trọng cho nên lấy ra để đó đó. Cái này từ trong túi áo khoác của tổ trưởng gì sao? Ờ, ừ. sao? <laughs> anh Kang Jin Hi. Công ty thực phẩm Simu Lee Cái này là sao vậy anh? Không lẽ bà lại uống để chúc mừng nữa sao? Sao? Uống chúc mừng không được hả? Rượu sâm banh mà mở ra sớm quá, ga sẽ bị bay hết nhanh lắm đó. Mẹ thấy nếu con mà muốn giữ lại lòng tự trọng, thì nên từ bỏ ý nghĩ kết hôn với giám đốc Can đi. Chỉ cần mẹ mở miệng ra là con khỏi kết hôn được luôn, mà còn chắc chắn sẽ bị bà nội la cho một trận nữa. Hậu quả đó, con định gánh chịu bằng cách nào đây? <laughs> bà đã đi gặp giám đốc Lee Chê Giòn bên công ty Simon phải không? Tôi thấy bà còn quá đáng hơn tôi nữa Đầu tư cho công ty khác để lộ công thức món ăn Trong hai cái tội đó không biết tội nào nặng hơn vậy ta Còn đang nói chuyện tào lao gì với mẹ vậy Chuyện đó chắc bà xin hiểu rõ hơn tôi nhiều mà Không cần biết xảy ra chuyện gì Tôi nhất định phải đám cưới với giám đốc càng Vậy nên nếu như bà định ngăn cản tôi Thì chắc chắn bà cũng sẽ bị trầy da chảy máu Tôi hy vọng bà sẽ nhớ kỹ điều này ông rốt cuộc làm gì cái kiểu gì vậy con nhỏ y hên làm sao mà biết được chuyện công ty si chứ thôi đủ rồi bây giờ ông đang ở đâu chứ ra gặp tôi ngay đi rốt cuộc tại sao y hên nó lại biết được chuyện này chứ ông đã điều tra kỹ chưa theo như tôi thấy thì cụ không biết chuyện này cụ thể là thế nào đâu chắc cụ chỉ biết chuyện bà có tới gặp giám đốc công ty thực phẩm si thôi Chứ chưa biết nhiều đâu Vậy là nó chỉ mới chặn đầu tôi thôi chứ chưa có chứng cứ gì. Nói thì nói như vậy. Nhưng nếu song Bi hơn dựa vào chuyện này, á báo cảnh sát biết để họ theo đó điều tra tiếp thì... <laughs> Nhưng mà theo anh nghĩ thì tại sao tổ trưởng Chi có được tấm danh thiếp đó chứ? Anh đã tìm hiểu rồi. Trong công ty của chúng ta chỉ có giám đốc xin mới có tấm danh thiếp đó thôi. Nếu nói vậy thì giữa giám đốc Sinh Heran với tổ trưởng Chi đang có mối quan hệ gì đó hay sao? Có lẽ là vậy. Không lẽ tổ trưởng chi Người đó là giám đốc Sinh Heran mà Khuyên như vậy rồi Bả với tổ trưởng chi Còn gặp nhau để làm gì <laughs> nói vậy là thiệt sao